Nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564, sáng ngày 5 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 18 tháng 7 năm Canh Tý, Thượng tọa Thích Thiện Thành, trưởng ban nghi lễ do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Bửu Kim, số 10 Phan Văn Trị, phường Vĩnh Thanh Dân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã cùng Phật tử đạo tràng phát quà tới bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đại diện chính quyền có ông Trần Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá cùng các cấp chính quyền địa phương sở tại. Phát biểu tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Thiện Thành cho biết, nhân đại lễ Vu Lan nhằm chia sẻ tình thương yêu tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mang tâm từ bi của đạo Phật đến với mọi người cũng như giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, qua đó tạo thuận duyên cho Phật tử tại gia tri ân báo ơn cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Chúc tất cả mọi người luôn giữ trọn hiếu đạo, đều được an vui bên gia đình và người thân trong mùa Vu Lan. Tại đây, Thượng tọa Thích Thiện Thành đã cùng Phật tử đạo tràng phát 1.000 phần quà, 600 phần tại địa bàn thành phố Rạch Giá và 400 phần gửi tới bà con vùng sâu vùng xa của tỉnh. Mỗi phần quà gồm 5 kg gạo, 5 gói mì cùng nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí trong đợt phát quà lần này là gần 100 triệu đồng do Thượng tọa Thích Thiện Thành vận động quý Phật tử cùng các mạnh thường quân gần xa gửi tới bà con. Năm nay, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thực hiện theo chỉ thị của giáo hội và nhà nước, nên tất cả người dân khi đến nhận quà đều được phát khẩu trang miễn phí và rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn.